Dạ vâng, em mời chào cả nhà nhé. Những đơn hàng của ngày cuối tuần đây, những đơn hàng cuối cùng đây, bếp ga và xe đạp đều nhà em đều đóng một tháng hết. Hôm nay chủ yếu là bếp ga thôi. Nhưng mà đến sáng hôm sau thì em gửi sớm các anh chị được ạ. Dạ, bếp ga đóng nguyên chiếc như thế này cho các anh chị nhé. Để mình nhận hàng, mình có xe mình đi luôn. Các anh chị yên tâm là tiền cọc các anh chị em Hương đã nhận được và đã cho đi đơn hết rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và tiếp tục mời các anh chị vào trong kênh để xem những chiếc bếp ngày hôm nay em Hương chọn giới thiệu đến cả nhà là gì nhá. Sau một loạt video báo giá một số mẫu bếp ga, hôm nay em Hương chọn hai cái chiếc bếp để gửi đến quý anh chị đúng không ạ? Một chiếc bếp dòng phím vặn có lò nướng và một chiếc bếp dòng phím nhấn không lò nướng. Một chiếc bếp có tông màu sáng và một chiếc bếp được có tông màu tối hơn. Em Hương rất là hy vọng được phục vụ quý anh chị tại không gian bán hàng của nhà em. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Nếu mình ở gần em mời các anh chị qua nhà em xem hàng, còn nếu ở xa thì nhắn tin cho em, em sẽ tìm những cái chiếc bếp phù hợp với nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình ạ. Các anh chị đang xem bếp ga trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Mãi. Các anh chị vào xem thì ủng hộ em Hương một nốt like, một nốt đăng ký kênh. Em Hương cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đầu tiên em sẽ tiến về phía trước bếp bên tay phải màn hình quý anh chị đây ạ. Nhìn ở trong video thế nào thì khi các anh chị nhận cũng sẽ là một cái chiếc bếp như thế. Chiếc bếp đầu tiên có mã số là H1. Lửa có đẹp không các anh chị ơi? Lửa có xanh không ạ? Mua bếp, mua lửa, mua may mắn. Mặc dù em Hương đang có cái ánh điện rất là sáng lên, nhưng mà bếp các anh chị vẫn thấy được cái ngọn lửa xanh đúng không ạ? Bếp Nhật thì rất là an toàn rồi. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Em sẽ test luôn cái tính năng an toàn, đó là tính năng chống cháy nồi để các chị có thể yên tâm nhé. Em mời các anh chị cùng theo dõi ngọn lửa của bếp ga. Em sẽ quay sát lại đây ạ. Lửa rất là xanh đúng không ạ? Bếp trái cũng xanh, mà bếp phải cũng xanh. Dòng mặt men nhé. Dòng mặt men có cái tông màu đó là màu vàng cát. Anh chị nào mà thích cái tông màu sáng thì mình không nên bỏ qua chiếc bếp ga này. Phím nhấn là, em xin lỗi, phím vặn là công tắc tắt bật bếp. Chúng ta ấn vào, chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ. Góc bên trái của bếp sẽ là một khay chứa pin. Đây ạ, một khay chứa pin ở góc bên trái đây các anh chị ạ. Khi mà mua bếp bên cửa hàng nhà em sẽ tặng các anh chị một đôi pin. Em sẽ hướng dẫn mình cách lắp pin nhé. Cái chiều này thì mình sẽ cho ra ngoài, chiều này sẽ cho vào trong giúp em. Một đôi pin thì chúng ta sẽ dùng được 3 tháng đến 5-6 tháng, tùy vào gia đình anh chị sử dụng nhiều hay ít. Công tắc phím vặn là công tắc bật bếp, ấn vào vặn ngược chiều kim đồng hồ giống như bếp Việt Nam. Nhưng mà các anh chị sẽ không có nghe một tiếng tách đâu đúng không ạ? Em sẽ bật lại này, ấn vào vặn ngược chiều. Thay vì có một tiếng tách ở đây thì chúng ta sẽ nghe tiếng đánh lửa. Tại khi mà chúng ta bật một bếp thì cả ba bếp đều đánh lửa hết nhé. Điều chỉnh độ to, độ nhỏ theo cái volume đây ạ. Vặn theo chiều kim đồng hồ. Đấy, đây là nhỏ nhất nhé. Ở trên này nhỏ này, đây là to này. Đây là bật sang bếp bên phải này. Mã số H1 ạ. Sản xuất vào năm 2021. Sản xuất vào năm 2021 nhé. Thành vách đẹp anh chị ạ. Em mời các anh chị cùng mà theo dõi thành vách của bếp này. Khi mà nhận bếp mình lưu ý mình kiểm tra giúp em, mình không test bếp được cũng được. Đấy, bây giờ trước khi gửi hàng đi cho các anh chị thì em sẽ test rất là kỹ rồi. Nhưng mà mình ưng cái mã nào, thì em sẽ test cẩn thận cụ thể cho các anh chị nha. Đây, mã số của bếp đấy, mình kiểm tra kỹ giúp em. Mình kiểm tra kỹ, mình chụp màn hình lại để khi mà chúng ta nhận hàng chúng ta kiểm tra cho em nhé. Tránh tình trạng là gửi sai bếp, gửi sai mẫu mã. 200 độ là giảm nhỏ, 250 độ là tắt bếp. Mà tắt bếp là sẽ khóa ga luôn. Hiện tại thì công tắc bếp vẫn đang còn bật và bếp đang còn cháy lửa liu riu rất là nhỏ đây đúng không ạ? Khi mà chúng ta test thì chúng ta chỉ cần test đến mức cảm biến giảm nhỏ như thế này thôi. Vì sao ạ? Vì khi mà chúng ta mới bật bếp này, lửa nó sẽ to như thế này. Lửa sẽ to và xanh như thế này đúng không ạ? Nếu như mà bếp Việt Nam bình thường thì lửa sẽ không tự động giảm nhỏ đâu. Lửa sẽ không giảm nhỏ như thế này. Cảm biến hoạt động tốt thì lửa mới giảm nhỏ. Nếu mà chị muốn bếp tắt nhanh thì mình lấy cái khò nhá. Mình lấy cái khò mini, mình khò giúp em. Đấy, lửa từ ở dưới hắt lên và từ trên hắt xuống thì bếp sẽ tắt nhanh hơn. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta nấu đồ ăn ấy, có nhiệt độ có đồ ăn ở trong nồi, nhiệt độ dâng cao lên thì bếp tắt cũng sẽ nhanh hơn. Đây, hai bếp nấu phía trên và chúng ta sẽ có thêm một cái chiếc lò nướng ở giữa đây ạ. Khay nướng vị nướng bằng inox sáng đẹp. Em mời các anh chị cùng theo dõi bếp bên trong này. Cái chiếc này có đốt rồi nhưng chỉ đốt 1-2 lần thôi. Nướng thì chắc anh chị cũng không nướng nhiều đâu đúng không ạ? Chúng ta chỉ nướng một ít thôi. Đây, lửa ở phần phía trên hắt xuống. Em Hương thấy đèn báo sáng rồi này. Đã có bếp tắt bếp rồi. Bếp bên trái đã tắt bếp rồi ạ. Bếp bên trái đã tắt bếp. Một chiếc bếp rất là thông minh luôn. Trên nấu dưới nướng, cùng một thời gian chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món ăn. Và phía dưới đây em cũng đã lắp lưới chống chuột rồi nhá. Có một số shop thì không có lắp lưới chống chuột đâu.
mình về mình sẽ phải tự lắp, nhưng mà nhà em có lắp cho các anh chị luôn rồi. Mua bếp về, ga đã căn chỉnh ok hết rồi, chúng ta chỉ việc cắm dây ga vào, chúng ta lắp pin vào và chúng ta sử dụng thôi ạ. Để xem cái chiếc bếp này khóa ga chưa nhá. Đã khóa ga rồi các anh chị ơi. Hiện tại công tắc em vẫn đang còn giữ ở phím ngang này. Khi mà công tắc giữ ở phím ngang có nghĩa là chúng ta đang bật bếp. Phím dọc như thế này là tắt bếp nhé. Đây, phím ngang lại đang bật đúng không ạ? Mà bếp đã khóa ga rồi. Bếp bên phải thì cũng giảm nhỏ lửa, cảm biến cũng hoạt động tốt các anh chị nhé. Bây giờ em sẽ test thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng gió thổi tắt bếp ạ. Em đang test cái tính năng đó là tính năng gió thổi tắt bếp, mình đợi chờ em một chút xíu nào. Đối với tính năng này thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây. 15 giây bếp mới khóa ga nha. Mình đếm ngược cùng với em nào. 5, 4, rồi 3, 2, 1. Các anh chị thấy cái đèn đã báo sáng ở đây không ạ? Đây, cái đèn đang báo sáng ở đây là bếp đã khóa ga rồi nhá. Không lo rò rỉ ga, không có lo cháy nồi. Giá thì chỉ bằng 1 phần 3 so với bếp mới thôi ạ. Chiếc này thì em đang bán với giá là 3 triệu 300 ngàn đồng các anh chị ạ. 3 triệu 300 nghìn đồng. Tùy vào độ mới, tùy vào độ đẹp của bếp thì sẽ có cái giá tiền khác nhau. Mã H1 trong video tối của ngày mùng 13 tháng 10. 13 tháng 10 các anh chị nhá. Mã H1 này. 3 triệu 300 ngàn đồng. Đây, quay thành vách cho anh chị xem nào. Thành vách đẹp. À, có một cái chỗ đây. Cái chỗ này nó hơi chảy. 3 triệu 2 các anh chị nhá. Đây em bớt cho các anh chị 100 ngàn. Đây, 3 triệu 2. Có những cái vết chân kiềng bé tí thôi. Bé tí thôi nhá. Cái tình trạng bếp như thế nào cũng quay rõ cho các anh chị. 3 triệu 2 các anh chị ạ. 3 triệu 200 ngàn đồng cái mã bếp ga này. Mình ưng cái mã H1 này mình chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em với ạ. 0359 014 200 là số của em Hương. Bếp rất đẹp luôn đúng cả nhà. Em mà sẽ sang cái chiếc bếp dòng không lò nướng này. Không lò nướng có mã số đó là H2 ạ. Em test lửa cái chiếc này cho anh chị xem nhá. Anh chị thấy cái chiếc bếp này có cái điều gì đặc biệt không ạ? Một đôi kiềng nóc rất là sáng bóng đúng không ạ? Cái kiềng này thì nhà em cắt CNC nhá, chia sẻ các anh chị là như thế. Còn kiềng inox của Nhật về thì nó sẽ đi cùng với bếp kính cơ, chứ sẽ không có trên bếp main đâu. Nhưng mà cái dòng Zinline thì kể cả đời cao hay đời thấp, dòng phím vặn hay phím nhấn thì chúng ta đều có thể sử dụng đôi kiềng này. Anh chị nào mà thích cái kiềng này đi thì chúng ta có thể lấy cũng được. À, đúng với cái tên gọi của bếp đúng không ạ? Bếp không lò nướng. Bếp không lò nướng thì chúng ta chỉ có hai bếp nấu phía trên thôi. Thông thường như cái mã H1 sẽ có một cái lò nướng ở dưới đây đúng không ạ? Dòng phím nhấn cũng có mà phím vặn cũng có. Thì cái chiếc bếp này sẽ là cái chiếc mà không có lò nướng. Cái tông màu đó là màu ghi chì rất là đẹp. Em quay sát lại cả nhà xem này. Màu không quá tối đâu. Màu không quá tối và cũng không quá sáng. Em sẽ quay xa ra nhé. Đây ạ. Về kích thước của bếp thì chiều dài là 56. Em xin lỗi, chiều dài là 60. Chiều dài của cái dòng phím nhấn là 60, chiều rộng là 40 và chiều cao tính đến chân kiềng khoảng tầm hơn 20 cm một chút xíu. Đã rồi, em đã thấy đèn báo sáng ở đây rồi. Đấy, cái nổ đang nóng sẵn, chúng ta tiếp test cái chiếc mã H1 nên là H2 cũng đã tắt bếp luôn rồi. Chiếc bếp bên trái đã tắt này, bếp bên phải thì cũng đã giảm nhỏ lửa đúng không ạ? Đấy, các anh chị chỉ cần test đến bước giảm nhỏ như thế này thôi là bếp đã hoạt động tốt rồi. Rất là tuyệt vời, không lo cháy nồi, không lo cháy nổ. Nhờ cái tim cảm biến đây ạ, tim cảm biến chạm đến đáy nồi. 200 độ là giảm nhỏ, 250 độ là tắt bếp, mà tắt bếp là khóa ga. Trái tim của bếp là đây các anh chị nhá. Công nghệ Nhật, trí tuệ Nhật nằm trong những cái sản phẩm như thế này. Không phải vì em Hương bán hàng Nhật mà em Hương nói tốt cho những sản phẩm em bán. Các anh chị có thể xem trên kênh của em nhưng có thể tham khảo cũng rất nhiều kênh. Mình thấy ở đâu gọi là hợp với túi tiền của mình này, hợp với lại cái khuôn thẩm mỹ của mình thì mình mua mình ủng hộ thôi. Còn bếp Nhật thì các chức năng cũng giống nhau. Bếp Nhật em Hương bán cũng giống như là bếp Nhật của một số anh chị khác thôi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng gió thổi tắt bếp. Gió thổi tắt bếp anh chị nhé. Đối với cái tính năng này thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây bếp mới khóa ga nên chúng ta đợi chờ một chút xíu nhé. Mặt chính diện của bếp đây ạ. Thành vách bên phải đây ạ. Đây là thành vách bên trái các anh chị nhé. Ở đâu cũng đẹp hết. Mình ưng cái mã bếp nào, mình xem kỹ giúp em. Trong video ngày hôm nay thì em chỉ lên hai mã thôi. Một chiếc dòng phím nhấn có tông màu sáng. À em xin lỗi, một chiếc dòng phím vặn có tông màu sáng và một chiếc H2 dòng phím nhấn không lò nướng có cái tông màu đó là màu tối hơn.
Đấy, bếp đã báo hiệu khóa ga rồi, đèn đã báo sáng. Chiếc bếp này thì không kêu tít tít, chỉ có báo đèn thôi nha. Hai bếp đều đã khóa ga hết rồi đúng không ạ? À, mặt bếp đó là cái tông màu ghi chì và là cái dòng mặt men, chúng ta vệ sinh chúng ta lau chùi cũng sẽ rất là sạch sẽ. Rất là tiếc là bếp có cái bị chảy đây các anh chị này. Bếp có bị chảy ở cái góc này. Thì trong quá trình vận chuyển không thể tránh khỏi cái chảy cái xước được đúng không ạ? Đây có chảy, có chấm ở đây. Đây, hàng bãi về thì nhà em sẽ phải dọn lại, vệ sinh lau chùi rất là kỹ rồi. Chỗ nào cần dặm lại, chỗ nào cần xử lý lại để đảm bảo cái tính thẩm mỹ, đảm bảo cho cái độ đẹp, độ bền của sản phẩm thì nhà em Hương có làm cho anh chị rồi nhá. Đây, cái mã H2 này gọi là có dặm sơn một vài chỗ thôi chứ cũng không có thay thế phụ tùng gì của các anh chị đâu. Một số anh chị lo lắng đó là sau khi chúng ta sử dụng 3 5 5 năm ấy thì cái chia lửa có bị ăn mòn hoặc là cái cảm biến của họng hay không. Thì các anh chị cứ lưu số của em Hương lại 0359 014 200, lúc đấy em sẽ bán phụ kiện cho các anh chị, đấy, không có lo đâu. Về chế độ bảo hành thì sẽ bảo hành cho các anh chị 12 tháng nên mình yên tâm mình sử dụng ra. Phím nhấn cũng có, phím vặn cũng có, không lò nướng cũng có mà có lò nướng cũng có đúng không ạ? Đây mạ bếp số H2. H2 vì có bị một cái vết chảy ở đây nên em sẽ bán giảm giá hơn so với những cái chiếc khác nhé. Mã này thì em bán với giá là 3 triệu 2 các anh chị ạ. 3 triệu 200 ngàn đồng. Cái kiềng nóc em đang bán rời là 400 đấy. Nên chị lấy kèm bếp thì em sẽ gọi là ưu ái hơn, lấy tiền bếp thôi không lấy tiền kiềng của các anh chị nữa. Ok chưa cả nhà? 3 triệu 200 ngàn đồng cho cái em hai em bếp này luôn. Hai em bếp đều đồng giá 3 triệu 200 nhá. Hai cái chiếc bếp rất là đẹp rồi. À, anh chị nào mà may mắn sở hữu được cái hai cái chiếc bếp này thì cũng rất là may mắn đúng không ạ? Điểm trừ thì em cũng có nói, điểm cộng thì em cũng có nói. Các cái tính năng an toàn của bếp thì em cũng đã test hết rồi và giá thì cũng đã báo rồi. Bây giờ anh chị nhấc máy lên để gọi điện cho em Hương để trở thành chủ nhân tiếp theo của những cái chiếc bếp ga này nhá. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Trước khi rời kênh thì mình ủng hộ em một like, một nút đăng ký với ạ. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.